Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nhóm công nhân đang tiến hành dựng bộ khung sắt của pano tại sân vận động Xuyên Mộc thì cần cẩu dựng bộ khung đã chạm vào đường dây điện phía trên, gây chập điện phát ra tiếng nổ lớn, khiến ba công nhân đang thi công bị bỏng điện. Ba công nhân đã được đưa vào trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc cấp cứu, sau đó được chuyển lên tuyến trên là bệnh viện Bà Rịa để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên, do bị bỏng nặng, nạn nhân Nguyễn Trọng Nho sinh năm 1990 ở huyện Xuyên Mộc đã tử vong. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, trong hai trường hợp còn lại, nạn nhân Lý Vinh sinh năm 1994, quê quán huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng bị bỏng nặng hơn ở mức độ 3 đến độ 4. Còn nạn nhân Nguyễn Đăng Đức sinh năm 1994, quê quán Quảng Trị, bị bỏng nhẹ hơn có thể trao đổi được. Hiện cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra và giải quyết vụ việc.